Em quay video ngoại hình đồ về của máy cho mình chị nhé. Mặt trước của máy đấy ạ. Mặt trước của máy còn khá là mới, không bị va đập cấn móp ạ. Và các góc cạnh của máy cũng thế ạ, khá là mới, không có bị va đập cấn móp ở chỗ nào, không có vết xước ở góc cạnh. Mặt sau của máy á, mặt sau của máy thì phần này nó hơi bị xước một chút, thì nói chung là máy đã qua sử dụng thì mình không tránh khỏi những cái vết xước này ạ. Vì nhìn tổng thể thì máy khá là đẹp luôn đấy. Mặt sau thì mình đặt xuống dưới thì nó không tránh khỏi được những vết xước. Em test cơ bản máy cho mình ạ. Em test cam ạ. Cam của máy đấy ạ. Em test mic ạ. Cam và mic thì ok hết rồi chị nhé. Mic thu được đấy. Em test loa cho mình ạ. Loa của máy ạ, loa không bị rè, rất là trong nhá, loa cũng không có vấn đề gì. Trong lúc test loa thì em sẽ test bàn phím của mình. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bàn phím của mình chị nhá, còn phím nào không hiện trắng là sẽ không có trên bàn phím của mình. Phía trái, phía phải đều ok hết ạ, bàn phím ok hết rồi đấy ạ. Con này là 512GB. Video đang để cho mình hai ổ C và ổ D ạ. Em coi cái ID mà nói cho mình. Đấy, máy, bàn phím của máy bên trong ạ, khá là mới. Màn hình không bị xước ạ. Máy có thể quay gập 360 độ như này. Máy rất là mỏng nhẹ. ID của máy đấy ạ. Lát nữa thì em sẽ chụp lại cái ID của máy cho mình, cho mình thấy rõ.